Xin kính chào quý các anh chị nhà đầu tư ở trong cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính. Thì đây là cái buổi thứ hai trong tháng thứ hai mà diễn ra chương trình tích sản cổ phiếu tự do tài chính của cộng đồng chúng ta. Thì do vẫn còn khá nhiều các cái thắc mắc trong cái quá trình các anh chị tích sản cổ phiếu, đặc biệt là những anh chị mới tham gia vào những cái đợt sau. Chính vì thế cho nên là hôm nay thì trước khi vào đúng cái thời điểm tích sản là mùng 5 đến 10 năm hàng tháng thì AZFIN Việt Nam sẽ định kỳ tổ chức cái giải đáp các anh chị về cái việc tích sản cổ phiếu tự do tài chính trong cộng đồng chúng ta, về các quy chế, thậm chí về các cổ phiếu, để các anh chị có thể nắm rõ hơn, nắm vững hơn về những cái vấn đề này. Tôi xin điểm qua một số các cái kết quả tích sản cổ phiếu. Thì ví dụ đây là một cái tài khoản huyền thoại rồi, với AZFIN rồi. Thì từ đây nó nảy sinh ra rất là nhiều các cái nguyên tắc, nguyên lý mà chúng tôi đưa ra để có được cái cộng đồng tích sản đông đảo như chúng ta ngày hôm nay. Đó là từ những cái thử nghiệm, từ những cái đầu tư từ cách đây khoảng gần 10 năm và có một cái kết quả rất tích cực sau một quá trình nắm giữ rất dài hạn của AZFIN Việt Nam. Chính vì thế cho nên là nó là cái tiền đề tạo ra cộng đồng tuyệt vời như của chúng ta hiện nay. Tiếp theo, cái kết quả tôi nhận được rất nhiều từ các anh chị gửi tôi, đúng không ạ? To có, nhỏ quá có, đúng không ạ? Ví dụ cái tài khoản này chẳng hạn, các anh chị nhỏ nhỏ xinh xinh, đúng không ạ? Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh thế này thôi nhưng mà cũng đã, đúng không ạ? Cũng đã gần chục triệu, hơn chục triệu rồi ạ, đúng không ạ? Chục triệu. Hay là ở cái tài khoản này này cũng mới tích sản mới, các bạn ấy gửi cho tôi, đúng không ạ? Ví dụ MB các bạn mua được giá trung bình đâu 15.7, giá bây giờ là 21 mấy rồi đấy, 21.3, đúng không ạ? Hay là RE mua được 31.6 thì bây giờ là 48 mấy chẳng hạn. Thế giới di động mua 88 thì bây giờ là 114, đúng không ạ? Đó, đấy là những cái kết quả của một số các cái thành viên chúng ta đạt được. Có những thành viên thì tích sản được 3 tháng rồi, ví dụ như tài khoản này, đúng không ạ? Tài khoản này thì ngắn hơn, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, đây, có những thành viên tích sản đây, ví dụ FPT, FCS, Techcombank này, ví dụ rất tốt. Hay là tài khoản này tích sản được Hòa Phát này, đúng không ạ? Rất là ok, giá trung bình 28, bây giờ thì nó phải 35 rồi cơ, không phải 32 nữa đâu, đúng không ạ? MB 13.3, bây giờ không phải 19.3 đâu ạ, bây giờ là 21.3, đúng không ạ? Thế giới di động bây giờ cũng 110, 114 cơ, đúng không ạ? Đó, đấy, hay là anh trên này có tích sản 3 con, Hòa Phát, MWG, PPC. Anh này có tích sản FPT, Hòa Phát và Techcombank, đúng không ạ? Đó, thì đây là những cái kết quả đạt được rất là đáng khích lệ, rất là tốt đẹp từ cái cộng đồng của chúng ta, từ cái cộng đồng của chúng ta. Đó, thì tôi quay lại, tôi trao đổi lại một lần nữa để chúng ta cùng nhau nhớ được cái mục đích của đầu tư chứng khoán, của tích sản cổ phiếu cộng đồng chúng ta là gì. Đó, thì xin dẫn lời của ngài Warren Buffett: không thể tìm được cách kiếm tiền ngay cả khi mình đang ngủ, rất có thể bạn phải làm việc suốt đời. Đó là một điều chúng ta không hề mong muốn. Và đầu tư chứng khoán, tích sản cổ phiếu, AZFIN cho rằng là để có nguồn thu nhập cao, bền vững và an nhàn. Và mục tiêu của đầu tư là tự do tài chính, là triệu USD. Có rất nhiều các anh chị có triệu USD rồi thì có thể là, nhưng mà vẫn chưa chắc đã tự do tài chính đó. Thì các anh chị hướng đến tự do tài chính, rồi là hướng đến lớn lao hơn, đến cho con cái, cho những người thân, cho các thế hệ sau. Thì đấy là mục đích của chương trình chúng ta. Bởi vậy cho nên là hôm nay tôi cũng rất là vui được quay lại để giải đáp những cái thắc mắc, trao đổi của các anh chị. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Các anh chị cứ comment đi ạ, thì tôi sẽ giải đáp các anh chị ạ. Vâng, có anh Cứu Non hỏi: Hòa Phát ngừng tích sản vì PE trên 10 trong năm 2020, đúng không ạ? Sao các mã khác trên 10 vẫn tích nhỉ? Đó, thì xin thưa với bạn, thì để mà định giá được các cổ phiếu thì chúng tôi phải có một hệ thống rất là phức tạp. Để mà làm ra được 27 mã cổ phiếu mà có giá mua, giá bán, rồi giá các thứ, thì chúng tôi thực sự làm việc rất nghiêm túc với một cái thời gian gọi là sát sao. Đó, quý vị có thể thấy, quý vị chỉ cần đọc một mã thôi, về báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, đọc 3 năm, 5 năm thôi chẳng hạn, quý vị đã thấy
cực kỳ lâu, đừng nói đến việc làm 27 mã ở rất nhiều các ngành nghề lĩnh vực khác nhau. Thì trong đó định giá là một trong những khâu khá quan trọng ở trong cái quá trình đó. Thì định giá cổ phiếu và phát thì nó có cái đặc điểm riêng của nó, chứ chúng ta không so với cổ phiếu khác được, đúng không ạ? Ví dụ như những cổ phiếu như là Vinamilk thì hiển nhiên PE phải cao hơn Hòa Phát rồi. Đó. Hay là những cái cổ phiếu về ngành dây xây dựng chẳng hạn thì hiển nhiên PE phải thấp hơn Hòa Phát rồi. Hay ngay cả cùng ngành thì các cổ phiếu thép khác chắc chắn là PE phải thấp hơn Hòa Phát rồi. Và vì sao chúng tôi đưa ra mốc PE bằng 10 cho năm 2020 để chúng ta gọi là tạm ngừng tích sản? Thì cái này là để bảo vệ các anh chị thôi. Còn các anh chị muốn thì các anh chị vẫn có thể tích sản với giá đó, giá 39, đúng không ạ? Rất bình thường, không vấn đề gì. Chỉ có điều các anh chị không được phép bán non thôi. Bán non thành chết đinh mất rồi, đúng không ạ? Đó. Thì để mà đưa ra được cái PE như thế, chúng tôi phải cân đối rất nhiều. Một là vị thế công ty như nào, hai là chu kỳ, công ty này thuộc chu kỳ như nào, ba là tính bền vững ổn định ra sao, quản trị lãnh đạo như thế nào, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai ra sao, thì chúng tôi đưa ra được một cái con số như thế, chứ không phải tự nhiên chúng ta nghĩ ra cái mốc 10 đó. Tiếp theo, KTS thì có trao đổi. Nếu cổ phiếu đến điểm bán thì mình bán sau đó chuyển sang tích sản cổ phiếu mới đúng không? Vâng, nếu mà đã đạt mục tiêu bán rất lớn lao thì chứng tỏ chúng ta đã có một cái thành quả trong một thời gian rất ngắn, có thể lên đến 5-60%, 70%. Thì chúng ta có thể bán. Và bán hoặc giữ là tùy các anh chị nhé. Và nếu mà bán thì các anh chị có thể đổi sang một trong năm mã của các anh chị, đúng không? Các anh chị vẫn chọn năm mã, một trong năm mã, hoặc là chọn cả năm mã, hoặc bốn mã, hoặc ba mã, hoặc hai mã, đấy là tùy các anh chị, đúng không? Đó. Tiếp theo, anh Nguyễn Cảnh Dũng có hỏi giá cổ phiếu vẫn tích sản tốt chưa ạ? Đúng rồi, thì chúng tôi anh admin tích sản cổ phiếu vừa mới up lên một cái hình ảnh mới cho tháng 12, đó là các cổ phiếu có cả giá dừng để tích sản, thậm chí có cả giá các anh chị có thể bán. Đó, thì các anh chị cứ theo dõi ở đây. Nếu đến cái mức giá dừng tích sản thì các anh chị để cho an toàn nên dừng tích sản. Hoặc các anh chị bảo là không, tôi đầu tư rất lâu dài, tôi không quan tâm đến chuyện này, tôi cứ mua tích thôi. Thế thì các anh chị cứ mua thoải mái, không vi phạm gì cả. Chỉ có các anh chị bán non, bán sớm, chết đinh thì lúc ý mới vi phạm. Được chưa? Tiếp theo đó là anh Tiến Trần. Thì có hỏi là chào anh Phục, cổ phiếu Hòa Phát Techcombank FPT em dự định mua thêm cho đủ lô chẵn 100 cho tháng này, nên số tiền tích sản mua tháng này tăng lên, các tháng sau có thể bù lại được không, lại không mua tiếp được không? Vâng, nếu mà sắp tới mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong tháng 12 này họ sẽ thử nghiệm nửa tháng, đúng không, từ ngày 15, thì như vậy là chưa ảnh hưởng đến chúng ta. Mà mọi người muốn mua đủ 100 cũng rất ok, mọi người cứ mua, đúng không ạ? Cứ mua được. Và nếu mà từ tháng sau họ yêu cầu phải mua lô chẵn 100 cổ phiếu ấy, mà các cổ phiếu ấy có giá rất cao, ví dụ anh chị em thích mua cổ phiếu GAT giá 80 chẳng hạn, mà trong khi mỗi tháng mình chỉ tích được 2 triệu, mà nó yêu cầu 100 cổ, bội số của 100 cổ, thì có hai giải pháp diễn ra như sau. Một là các anh chị có thể chuyển cổ phiếu khác, nhưng mà những cổ phiếu dưới dưới 20.000 nó thường rất ít, có thể các anh chị không thích, đúng không ạ? Vậy thì đáp án thứ hai, phương án thứ hai cho các anh chị, đó là các anh chị có thể tích 3-4 tháng các anh chị mua một lần cho nó đủ 100 cổ phiếu, đúng không ạ? Chúng ta cũng không còn có những cái giải pháp khác nó có thể hữu hiệu hơn, bởi vì nếu có áp dụng xảy ra thì đấy là áp dụng của cơ quan quản lý nhà nước, thì chúng ta phải tuân thủ thôi, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta không phải lo lắng cái gì cả. Đó, đúng không ạ? Không phải lo lắng gì cả. Tiếp theo, anh Nguyễn Văn Hoàng có hỏi hôm nay em có thấy có chị hỏi câu này, những cổ phiếu PVT xuống dưới 5% mất rồi, nhiều tiền quá, nó xuống tiếp, khi thị trường càng xuống chắc âm 10%, sao chịu được vậy admin? Thì cái chương trình này là chúng ta tích sản cổ phiếu, đúng không ạ? Cổ phiếu xuống nhưng mà vẫn trong vùng định giá hấp dẫn, vẫn mua.
Còn nếu cổ phiếu xuống vì cổ phiếu ý cơ bản thay đổi kém đi thì AZFIN sẽ khuyến nghị là dừng ngay cổ phiếu đó. Thì đây là một trong những cái đặc điểm trong cái quy chế của chúng ta nêu rõ. Còn nếu cổ phiếu không vấn đề gì thì tại sao ta phải lo lắng cái chuyện đó? Đúng không ạ? Việc lên xuống là việc của thị trường. Đúng không ạ? Nếu cổ phiếu vẫn tốt thì khi xuống lại càng có giá hấp dẫn cho chúng ta đầu tư. Và xin thưa với anh Nguyễn Văn Hoàng như này, cái thông tin này cũng không đúng đâu ạ. Bởi vì cổ phiếu PVT vừa mới chia cổ tức bằng cổ phiếu và bằng tiền thì giá nó mới điều chỉnh xuống mức đó đấy. Còn thực tế nó đang tăng rất mạnh đấy, không phải giảm đâu ạ. Và anh chị nên xem lại ở cái biểu đồ đó nhé. Anh Hoàng Ký có hỏi là không tích sản Hòa Phát à? Chưa bao giờ AZFIN hay là các anh em admin mà đưa ra là không tích sản Hòa Phát nữa. Bác nhé, bác lưu ý chúng ta đọc ở đâu thông tin ghi rất đầy đủ và rõ ràng. Và lúc chiều nay thì anh admin tích sản cổ phiếu có up lên một cái hình ảnh về 27 cổ phiếu có giá, để mà lưu ý các anh chị là đến giá là giá hợp lý để ngừng tích sản, hoặc là có giá cao là các anh chị có thể bán. Chứ không có chuyện là ngừng tích sản cổ phiếu Hòa Phát nhỉ. Vâng ạ, các anh chị nên xem xét rất rõ, có gửi lên rồi đấy ạ. Tiếp theo, anh Đỗ Đăng Thức có hỏi là BWE sao bây giờ em mới tích sản chưa đầy một tháng nó đã lên 22%, liệu có vấn đề gì không anh? Thì cái việc là đây là một trong những cổ phiếu rất tốt trong danh mục để chúng ta tích sản, đúng không? Đó, do đó là cái việc tăng giảm đó là cung cầu của thị trường. Cung cầu của thị trường. Thì BWE đợt này được sức cầu rất tốt của nhà đầu tư nên nó tăng rất mạnh, đúng không ạ? Từ khoảng 24, 25 mà tăng lên 30 mấy rồi, đúng không ạ? Rất là mạnh. Thì nó chả có vấn đề gì cả, đúng không ạ? Nó được cậu nhiều thôi. Và chúng ta quan trọng nhất là nó còn ở một vùng chúng ta tích sản ngon không? Nếu không còn thì các anh chị có thể dừng lại, hoặc các anh chị nếu vẫn thích thì các anh chị vẫn cứ tích, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo, chị Nguyễn Thị Hằng Ngọc có hỏi: cho tôi hỏi, tôi có một số cổ phiếu ở sàn giao dịch khác trước khi tham gia tích sản, giờ tôi muốn chuyển sang sàn tích sản thì làm thế nào? Thì cái này nếu chị muốn chuyển sang thì chị liên hệ với công ty chứng khoán, chị mở tài khoản để tích sản này này, thì họ sẽ photo cho chị, chắc là một cái gửi cho chị bản photo của cái hợp đồng của chị. Chị cầm đến cái công ty chứng khoán mà chị đã mua trước đó, chị yêu cầu là chuyển chứng khoán sang bên đó, đóng tài khoản thì nó sẽ được. Quốc Nhật có hỏi là nếu em có thời gian đọc bảng mỗi ngày thì chiến lược tích sản hay lướt sóng sẽ phù hợp hơn ạ? Cái này phù hợp ở trong tích sản cổ phiếu thì chúng tôi chỉ nói tích sản cổ phiếu thôi, còn lướt sóng phù hợp hay không thì chắc là bạn phải tự nghiên cứu, đúng không ạ? Đôn Thế Tiến: hiện tại có phải đáy của chu kỳ không anh Phục? Hiện tại chắc chắn không phải đáy của chu kỳ rồi, đúng không? Đáy thị trường chứng khoán nếu mà đã xác lập thì nó là 650 điểm hồi tháng 3 cơ chứ, đúng không ạ? Còn chu kỳ kinh tế thì đáy hay không thì khi qua đáy chúng ta mới biết. Chào Tuyến Vũ. Tuyến Vũ có hỏi nếu cổ phiếu giả sử đã vượt giá cả có thể bán, theo anh thì về lâu dài cứ để đó hay lên thực hiện hóa lợi nhuận ạ? Và cách bán sẽ như thế nào, hay bán luôn ạ? Thì cái việc này là AZFIN có đưa ra để các anh chị biết là mức giá đã vượt giá trị định giá trong ngắn hạn thì các anh chị có thể bán. Rất nhiều các anh chị bảo không, tôi đầu tư 5-7 năm tôi không quan tâm, mục tiêu của 2020 là 40, nhưng mà 2021 mục tiêu nó lên đến 48-49 chẳng hạn, thì bây giờ 43-44 tôi vẫn cứ giữ. Đấy là một điều hết sức bình thường nhé. Thì các anh chị có thể bán, đúng không? Còn nếu không bán không sao cả, rất tốt, thể hiện sự kiên nhẫn rất tốt, các anh chị có thể giữ lại. Còn bán thì tùy các anh chị bán thế nào thì bán, đúng không ạ? Đó, thì đạt được mục tiêu rồi các anh chị có thể bán, chứ không ép buộc các anh chị bắt buộc phải bán, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo ạ, Mr. Phạm Phương Linh có hỏi: anh Phục ơi, em có tích sản TCB tài khoản khác, nay em chuyển về tài khoản tích sản được không anh? Nó sẽ tăng tài khoản tháng 12 đột biến. Ok, rất ok, không vấn đề gì cả. Bạn cứ chuyển cổ phiếu về. Đó.
Đôn Thế Tiến lại hỏi tiếp là thanh khoản thị trường đang rất cao, có lo đang lo lắng không? Xin thưa với bạn, bạn hãy đọc rất kỹ. Đây là chương trình tích sản cổ phiếu. Đừng có suốt ngày là nhìn vào thanh khoản rồi lo lắng hay không lo lắng. Chúng ta chỉ lo lắng là cổ phiếu có tốt hay không thôi, để chúng ta tích sản hay không mà thôi. Chứ đừng lo lắng việc là giao dịch nhiều hay ít ở đây ạ. Ok, anh Trần Văn Tài có hỏi VNM có hấp dẫn nữa không ạ? Thì ở trong chương trình tích sản thì VNM là một trong 27 mã ở trong đó. Thì có thì chúng tôi mới đưa vào đấy, đúng không ạ? Và đây là một cổ phiếu cũng tích sản rất là tốt và chúng tôi đánh giá rất kỹ được. Chị Trần Thị Hải có hỏi nếu cả 5 mã đều trong vùng dừng tích sản thì tháng đó làm sao ấy? Thì tức là nếu mà chị không tích sản, chị cứ dừng lại thôi, chị vẫn đúng quy chế, không vi phạm quy chế gì cả, đúng không ạ? Đó, thì cái đó là một cái ngăn để đảm bảo sự an toàn cho chị, đúng không ạ? Ngăn để đảm bảo sự an toàn cho chị đó. Bao giờ lại có vùng giá hợp lý chúng ta lại mua, đúng không ạ? Thì cái vùng giá để mà ngừng tích sản đấy là chỉ áp dụng cho năm 2020 thôi. Sang năm 2021 thì chúng tôi sẽ có một biểu mức giá mới, mục tiêu cho cuối năm sau, đúng không ạ? Anh Xuân Trung Lê có hỏi là sàn tích sản khác với giao dịch thông thường thế nào ạ? Ôi, tích sản tức là anh mua hàng tháng anh để anh tích trữ giống như anh gửi tiết kiệm ấy, đúng không ạ? Còn giao dịch thông thường thì Phục cũng không biết là giao dịch gì cả. Quốc Nhật hỏi cho em hỏi mã GAT giao động khoảng ngừng mua là và bán là 8890, còn một số mã khác lại có giá trị lớn hơn rất nhiều. Vậy tiêu chí để đánh giá khoản tiền mua bán của mỗi cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu có 27 cổ phiếu cơ. Nhưng chúng tôi chia sẻ ngay từ đầu, chúng tôi phải thực hiện cái này vô cùng là nghiêm túc và rất là nhiều công phu và nhiều thứ khác nhau. Đó, chúng tôi không thể nói được 27 mã ở đây ạ. Và định giá chúng tôi đều có căn cứ, có cơ sở và đã được kiểm chứng ở trên thị trường chứng khoán trong rất nhiều năm qua. Ok ạ. Tiếp theo, Trần Minh Đức, Mr. Trần Minh Đức có hỏi mình thu nhập không ổn định nên hàng tháng số tiền đưa và tích sản không giống nhau, vẫn đảm bảo lớn hơn hoặc bằng số lượng tối thiểu của chương trình đưa ra, cái này có được không? Rất được anh ạ, anh cứ thoải mái đi ạ. Đó, min là 2 triệu, còn nhiều hơn thì cũng rất ok, không vấn đề gì cả anh ạ. Cái này không thể bắt mọi người phải một con số giống nhau, bởi vì sau hàng năm chúng ta thường tăng thu nhập, đúng không ạ? Khi đó thì chúng ta sẽ lại có con số khác nhau. Đó, ok ạ. Tiếp theo ạ. Vâng, Trần Mai Anh, khi nào thị trường có dấu hiệu đi xuống thì AZFIN có cảnh báo nhà đầu tư thoát khỏi thị trường không ạ? Chúng ta đâu có chết đinh mà cảnh báo thoát khỏi thị trường. Chúng ta chỉ căn cứ cổ phiếu có hấp dẫn hay không để chúng ta mua tích sản thôi. Thực tế cho thấy thị trường càng xấu thì chúng ta tích sản sẽ càng hiệu quả cao. Chúng ta không phải là những người lướt sóng, chết đinh. Do đó, chúng ta không lo ngại cái việc thị trường xuống. Nếu thị trường xuống do chiến tranh, do này, do kia đủ thứ, nó làm cả nền kinh tế sụp đổ, thì tất nhiên chúng ta hãy mạnh dạn bán toàn bộ đi. Nhưng nó xuống thì chỉ do diễn biến của thị trường ngắn hạn mà thôi, không phải nội tại làm cho doanh nghiệp ảnh hưởng. Thì chúng ta càng có cơ hội, chúng ta lại tích sản với giá rẻ, cớ gì chúng ta phải bán, đúng không ạ? Không có cớ gì chúng ta phải bán cả. Đó, ok ạ. Xuân Trung Lê đánh giá sao nếu tích sản DNW ạ? Thì cổ phiếu này thanh khoản không được tốt lắm. Về cơ bản nó rất là tốt. Chính vì thế, do thanh khoản không tốt cho nên AZFIN không đưa vào danh sách 27 mã kia. Vì sao lại vậy? Vì đưa vào nếu nhiều các anh chị mua thế thành ra chúng ta là những người lái cổ phiếu, đúng không ạ? Thì điều đó nó không hề tốt một tí nào. AZFIN làm việc ở cái group này nó rất công tâm, đưa ra các cổ phiếu phải đáp ứng rất nhiều các tiêu chí về thanh khoản, về cơ bản, về định giá, về quản trị lãnh đạo, về triển vọng tăng trưởng, lợi thế cạnh tranh vân vân, thì chúng tôi mới đưa vào đây. Thì nếu mà anh Lê Xuân Trung có thích cổ phiếu điện nước thì ở đây cũng có rất nhiều cổ RE chẳng hạn, rồi cổ phiếu BWE, cổ phiếu TDM, đúng không ạ? TDM và BWE cũng đều đang nắm cổ phiếu của DNW đó. Tiếp theo, anh Cụ Tránh có hỏi cách thức mua thế nào. Ô, mua thì rất đơn giản. Anh mở xong tài khoản thì anh đã lấy tiền, anh gửi chuyển vào tài khoản, anh mua cổ phiếu bình thường thôi, đúng không ạ?
Anh nếu anh chưa biết cách mua vui lòng anh liên hệ với công ty chứng khoán nhé. Anh Tuấn Huỳnh có hỏi, tiêu chí admin đưa ra cổ phiếu vào danh mục tích sản là gì? Một là triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp tốt, có lợi thế cạnh tranh bền vững trong lâu dài. Tức là chúng ta tích sản là hướng đến lâu dài, do đó doanh nghiệp phải bền vững trong lâu dài, ổn định bền vững trong lâu dài. Đấy là tiêu chí thứ nhất. Tiêu chí thứ hai là quản trị công ty, văn hóa doanh nghiệp của công ty là tốt, định hướng tốt cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Bởi vì khi chúng ta tích sản cổ phiếu, tức là chúng ta nắm lâu dài, thì chúng ta chơi với những cái anh chơi đẹp cơ, thì chúng ta mới được hưởng lợi của anh ý. Còn anh ý mà chơi xấu chẳng hạn thì chúng ta sẽ không được gì, bởi vì chúng ta là những cổ đông nhỏ lẻ. Và yếu tố thứ ba cũng rất quan trọng, đó là định giá cổ phiếu hấp dẫn. Anh muốn biết các tiêu chí này, anh có thể xem cái clip vừa rồi Phục cùng với AZFi làm, đó là tích sản cổ phiếu TDM liệu có phù hợp không, ở trên kênh YouTube Chứng khoán TV AZFi Việt Nam, thì anh sẽ thấy rõ các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu của AZFi Việt Nam. Mr. Đoàn Phương hỏi, nếu giá cổ phiếu giảm mạnh lúc nằm ngoài khoảng thời gian quy định mua cổ phiếu hàng tháng và muốn mua thêm trung bình xuống có được không? Như vậy là không được. Nếu các anh chị cứ suốt ngày canh như vậy thì khác nào đâu mình chết đinh đâu. Chúng ta hãy tập trung mua thường. Với Phục chẳng hạn, Phục mua ngay ngày mùng 5 nếu mà ngày đó là ngày giao dịch. Còn ngày đó không phải rồi, ngày giao dịch đến tuần sau mới là thứ hai chẳng hạn, thì Phục mua ngay ngày đó. Phục không quan tâm đến chuyện giá lúc đó thế nào, bởi vì làm sao chúng ta biết được lúc nào thấp lúc nào cao, đúng không ạ? Nếu các anh chị biết được thì các anh chị đã chết đinh rất là giỏi rồi, đúng không ạ? Chúng ta hãy tuân thủ đúng cái thời gian đó. Anh Nguyễn Mạnh Thắng có hỏi, hàng tháng mua 1, 2 hay bắt buộc đủ 5 mã đã chọn? Hàng tháng không bắt buộc phải mua cả đủ 5 mã. Các anh chị có thể chọn một mã tích sản từ đầu đến cuối, hoặc các anh chị cũng có thể chọn 5 mã, tháng này mua mã, tháng sau hai mua mã, hai mã, tháng sau mua ba mã, tháng sau nữa lại mua một mã hay thế nào. Đấy là tùy các anh chị. Nhưng mà chỉ được chọn 1 đến 5 cổ, không được chọn quá, và chỉ được mua ở những cổ phiếu đó. Chị Hương có hỏi, cho hỏi khi nào một cổ phiếu tốt mà giảm quá giá sâu, doanh nghiệp có nguy cơ lỗ hoặc giá trị nội tại giảm thì xử lý thế nào? Thì lúc ấy chúng ta bán toàn bộ ạ. Thì nếu có điều đó xảy ra, ngay lập tức AZFin sẽ là người cảnh báo đầu tiên đến với các anh chị, chứ không phải là để các anh chị phải khó khăn vất vả nghiên cứu ra, mà AZFin sẽ ngay lập tức cảnh báo và loại bỏ nó ra khỏi danh sách và khuyến nghị các anh chị thoát hàng nếu mà cơ bản nó thay đổi, giá trị nội tại nó giảm. Đó, thì đấy là quy chế có rất rõ rồi, thì chị có thể đọc lại cái quy chế rất đầy đủ đấy. Vâng, Mr. Tuấn Anh Nguyễn có hỏi, tháng 12 TPB không còn trong danh mục tích sản nữa hả anh Phục? Sao lại thế? Ồ, nếu mà không còn thì chứng tỏ là do thiếu sót đấy. Có đấy, nó có đấy. Nếu mà cổ phiếu nào bị loại thì tất nhiên là AZFin phải thông báo rồi. Phải thông báo rồi ạ. Mọi người yên tâm, 27 mã chưa loại một mã nào cả. Vâng, chị Thu Lê có hỏi là, nếu tôi vừa mua xong vài hôm thì S lại thông báo mã đó ngừng tích thì tôi có được bán ngay không? Thì có giá bán ở trên cái quy định đấy ạ. Bạn admin vừa mới post lên lúc chiều đấy ạ. Mr. Nguyễn Thành Công có hỏi, nếu chạm ngưỡng ngừng tích sản hoặc ngưỡng bán mà không muốn bán, vẫn muốn giữ tích sản tiếp, như vậy có hợp lý không? Rất hợp lý, rất được, rất khuyến khích cái chuyện đó. Trần Mai Anh hỏi, tóm lại cứ đều đặn mua cổ phiếu hàng tháng theo lịch là được. Vâng, đúng rồi, rất là hay, rất là chuẩn ạ. Chúng ta hãy cứ đều đặn, chúng ta triển khai tạo thành một thói quen rất tốt, và dần dần khi cổ phiếu tốt nó sẽ thể hiện ra và nó sẽ trả chúng ta được những cái kết quả rất xứng đáng, đúng không ạ? Rất xứng đáng. Tiếp theo, anh Đỗ Đức Thắng, tháng trước em mua 3 cổ, tháng sau mua thêm 1 cổ, được không anh Phục? Được. Đoàn Phương, như anh nói, nếu là anh thì sẽ mua vào ngày 5 hàng tháng, nếu đó là ngày giao dịch, nhưng trong phiên giá cổ phiếu sẽ biến động liên tục, anh mua bằng cách nào được giá tốt nhất? Hay làm sao chúng ta biết lúc nào giá tốt nhất? Một là chúng ta đặt ATO, hai là chúng ta đặt lệnh thị trường, ba là chúng ta đặt lệnh ATC, hoặc mọi người thích đặt lệnh nào tùy mọi người.
Nguyễn Minh Trọng, Trọng có hỏi cho em hỏi khi nào thì TDM ghi nhận khoản tài sản dở dang từ nhà máy Dĩ An giai đoạn 3, thì đó là khi nào công ty nó muốn. Thực tế là cái này nó đã đi vào hoạt động rồi nhưng còn công ty họ chưa ghi đâu. Đó. Đấy là cổ phiếu TBM. Bạn Nguyễn Văn Lĩnh có hỏi nạp tiền vào tài khoản bắt buộc vào thời gian mùng 5 đến 10 năm, tốt nhất vào thời gian đó bạn ạ. Bởi vì cho nó đỡ mất thời gian cho bạn. Chứ bạn này nộp vào một thời gian trước đó rồi đến ngày hôm đó bạn mới lại nhảy vào bạn mua thì nó thực sự nó đã không còn cái ý nghĩa của cái sự nhàn nhã cho chúng ta. Chúng ta hãy hẹn giờ đến cái ngày giờ hôm đó là chúng ta nộp vào thôi. Đỡ phải vất vả các bạn ạ. Chúng ta hãy tạo thành thói quen đó đi. Vâng, cảm ơn Trần Mai Anh, danh mục của AZFIN rất chất lượng đúng không? Anh Phạm Văn Huỳnh có hỏi là chỉ cần mua tích sản một cổ phiếu duy nhất trong suốt quá trình là dễ thực hiện, dễ duy trì kỷ luật nhất. Tuy nhiên thì nhiều anh chị với cái tích sản nhiều chẳng hạn thì nhiều tiền hơn thì một cổ phiếu nó có thể là mang tính chất rủi ro tập trung thì chúng ta có thể chia nhiều hơn. Còn nếu mà tiền mà ít ít thì chúng ta triển khai như thế cũng rất hợp lý, không vấn đề gì cả. Vâng, cụ Tránh bảo chọn 5 mã theo suốt hành trình phải không anh? Đúng rồi, chúng ta chọn 5 mã theo toàn bộ cái hành trình ý ạ. Ok ạ. Đấy, thì trên đây là những cái gì đó, tất cả về tích sản cổ phiếu. Thì bây giờ Phục sẽ trao đổi lại với mọi người về quy chế đúng không? Đây, các lợi ích tham gia được đây. Chúng ta cũng một là tham gia cộng đồng chúng ta đang trao đổi đây. Đấy, mọi người cần kiến thức gì, cần kỹ năng gì thì mọi người hãy comment ở trên đấy, post ở trên đấy thì chúng tôi sẽ hỗ trợ. Còn những cái gì mà hỏi mà nó hiển nhiên quá thì AZFIN có thể không trả lời. Bởi vì quy chế rất rõ để các anh chị xem. Đúng không ạ? Các anh chị hãy xây dựng cho mình một thói quen tích sản tốt như truyền thống của cha ông xưa nay. Còn dành thời gian còn lại nâng cao kiến thức hoặc tập trung vào công việc chính để tạo ra dòng tiền cho các anh chị. Thứ ba là tạo dựng một kênh thu nhập thụ động hiệu quả cho chúng ta. Thì hoặc là có thể xây dựng một truyền thống tích sản lan tỏa ra toàn bộ gia đình mình, mọi người xung quanh mình, bạn bè mình. Thì cái này Phục cũng rất tự hào là Phục làm rất tốt. Các anh chị em của Phục tích sản rất nhiều. Vợ Phục tích sản, bạn học đại học của Phục tích sản, bạn học cấp 3 tích sản, đúng không ạ? Rất rất nhiều đó. Người thân tích sản, đồng nghiệp tích sản và rất nhiều người tích sản đó. Thì Phục cũng lan tỏa được rất nhiều các anh chị, và các anh chị ở đây cũng là tích sản, đúng không ạ? Phạm Duy có hỏi là giờ mua số lượng lớn có phải thời gian tốt không anh? Thì tích sản chúng ta hãy tích đều đặn nho nhỏ vừa xinh xinh thôi. Còn mua lớn thì Phục có gửi một cái post ở trên đấy có hình ảnh một cái nguyên tắc mua bán của AZFIN đấy. Mua lớn là một này, khi thị trường giảm rất mạnh. Thứ hai là định giá phải rẻ. Phải kết hợp cả hai cái yếu tố đó cơ. Phần tích sản cổ phiếu này theo anh là khoản đầu tư an toàn hay là mạo hiểm? Tất nhiên đây là một khoản an toàn rồi. Rất an toàn, các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu đến cái việc chúng ta giải ngân rồi chúng ta mua chẳng hạn thì nó cũng rất an toàn. Không có gì gọi là rủi ro so với chúng ta lướt sóng hay gì gì đó cả. Rất an toàn ạ. Và Khổng Trung, anh Khổng Trung có hỏi là AZFIN có thể sắp xếp bảng 27 cổ phiếu theo thứ tự ưu tiên đầu tư hoặc theo nhóm, cảm ơn. Anh ơi thì cái này nó cũng không có thứ tự ưu tiên anh ạ. Đấy là ví dụ em ưu tiên nhưng chắc gì là mọi người đã cảm thấy đúng. Đúng ạ. Thế thì lại mang tính là em định hướng mọi người thôi. Tại nhà em lại bảo tất cả mọi người cùng mua một cổ. Thế thì lắm lúc là nó sẽ nảy sinh cái gọi là mâu thuẫn lợi ích. Ví dụ em mua thật nhiều cổ phiếu xong em đưa vào danh mục rồi em báo với cả nhà chúng ta là tất cả chúng ta tích sản đi, mua nó đi. Thế là vô tình là lợi dụng mọi người để đẩy cổ phiếu lên. Đúng ạ. Thì để em hưởng lợi nhưng không có chuyện đó. AZFIN cứ đưa 27 mã. Và thứ tự thì nó không có theo thứ tự nào cả. Nó theo dòng chữ cái thôi. Và mọi người cảm thấy thích mã nào thì mọi người pick mã ấy. Và các mã đó đều được kiểm chứng một cách bài bản đầy đủ bởi AZFIN Việt Nam và đáp ứng đủ các cái tiêu chuẩn về nắm giữ dài hạn. Anh Nguyễn Thành Công có hỏi triển vọng thế giới di động tăng trưởng còn rất cao, sao giá ngừng tích sản tháng 12 này thấp hơn cả định giá của những năm trước ạ? TDM rất tiềm năng rất lớn nhưng định giá lại rẻ hơn BW ạ. Thì cái này là tùy quan điểm của mỗi người thôi ạ. Còn AZFIN đưa ra có cơ sở rất là cặn kè đấy ạ. Và yên tâm, bây giờ thế giới di động mới 114, anh tích sản đến lúc ngừng tích sản còn lâu lắm. Đây là chỉ là tháng 12 của năm 2020 thôi. Sang 2021 nó sẽ có một mốc mới.
Mọi người lưu ý nhé, mọi người hãy lưu ý điều đó để giúp nâng cao hơn cái hiệu quả mình, cái khả năng tích sản của mình. Thì các anh chị cứ comment cho AZFIN biết, AZFIN sẽ hỗ trợ các anh chị đầy đủ bài bản. Còn nếu có thiếu sót gì, bởi vì chúng ta có cộng đồng cả ngàn người cơ, nếu có thiếu sót gì thì mong các anh chị thông cảm cho AZFIN, bởi vì chúng tôi cũng không phải là suốt ngày mà có thể là đọc được cả 100% comment của các anh chị ở rất nhiều các post khác nhau, đúng không? Rất là khó. Thế thành ra các anh chị mà cần cái gì gấp lắm, các anh chị hãy inbox với admin tích sản cổ phiếu để các anh chị hỏi đáp, thì các anh chị sẽ được giải đáp. Còn tốt nhất là các anh chị hãy đọc rõ các cái quy chế, thì về cơ bản nội dung ở trong đấy đã đầy đủ hết rồi. Ngoài ra thì các anh chị hãy lên cái kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam để các anh chị học hỏi thêm được rất nhiều kiến thức từ cái kênh YouTube ý. Ở đó chúng tôi mang lại những cái kiến thức nó rất chất lượng và chuẩn chỉ. Và các anh chị có thể thấy cổ phiếu ở trên đấy chúng tôi đưa ra khuyến nghị là phải vùng hợp lý, hấp dẫn thì chúng tôi mới đưa ra. Còn không thì chúng tôi sẽ không bao giờ đưa ra khuyến nghị đâu cả. Và những cái khuyến nghị của chúng tôi đều có những cơ sở rất chắc chắn, đầy đủ. Tất nhiên chúng tôi không thể dám chắc chúng tôi đúng 100% cả. Nhưng mà nếu có sai chúng tôi sẽ nhận sai và sửa sai. Đó, thì đấy là nguyên tắc làm việc của AZFIN Việt Nam đối với cộng đồng chúng ta. Và khi các anh chị vượt qua được 1 năm đầu, 2 năm đầu tích sản thành công, ok, cảm thấy thoải mái, cảm thấy phương pháp đầu tư hợp lý, thì lúc ý AZFIN sẽ hỗ trợ các anh chị để nâng lên thành tích sản nâng cao. Thì rất mong là được gặp lại đa phần các anh chị ở cái tích sản nâng cao đó. Thì xin chào các anh chị, chúc các anh chị ngủ ngon. Hẹn gặp lại các anh chị vào lần tiếp theo.